Do đó vòng bảng Champions League mùa giải 2022-2023 đã dần đi đến hồi kết với những cái tên đi tiếp dần được xác định. Tottenham Hotspur chính là một trong những đội bóng xuất sắc bước chân vào vòng 16 đội sau khi có chiến thắng 2-1 trước Olympic Marseille vừa qua. Sau 6 trận, họ đã có 3 bàn thắng, 2 hòa và chỉ để thua 1 để đứng đầu bảng D. Tuy nhiên cái giá phải trả cho điều này lại quá đắt khi Son Heung-min đã dính chấn thương vùng đầu trong trận đấu vừa qua. Pha va chạm mạnh gây chấn động Sonny và gây thót tim những người yêu mến anh. Bởi lẽ ai cũng biết rằng World Cup 2022 đang đến rất gần. Bất kỳ một chấn thương nào vào thời điểm này cũng khó có cơ hội bình phục kịp thời. Cả nền bóng đá Hàn Quốc đang nín thở chờ đợi kết quả kiểm tra từ phía đầu cầu London. Tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vừa giải năm nay, bất ngờ thay, bảng D lại là bảng khó lường nhất khi cho đến hết lượt trận thứ 5, cơ hội đi tiếp vào vòng knockout vẫn còn nguyên cho cả 4 đội. Chính vì thế mà những diễn biến ở trận đấu lượt cuối là vô cùng căng thẳng. Những tình huống va chạm từ đó mà cũng tăng thêm sự máu lửa, dễ dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Điều đó đã thực sự xảy ra trong chuyến làm khách của Tottenham Hotspur đến sân Velodrome của Marseille. Phút 30, trong tình huống tranh chấp tay đôi trên không, phần đầu chuyên trái của Son Heung-min đã huých mạnh vào vai của trung vệ Chancel Mbemba. Và va chạm chỉ trong tích tắc nhưng có lực vô cùng mạnh khiến Sonny ngay lập tức ngã xuống đầy đau đớn. Tiền đạo người Hàn Quốc ngay lập tức phải nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên y tế. Sau khi ngồi thẫn thờ vì bị choáng trong khoảng 60 giây, anh được các nhân viên kiểm tra và phát hiện phần đầu bên trái bị sưng. Son Heung-min nhanh chóng được chẩn đoán là bị chấn động não và phải rút ra nghỉ ngay để đảm bảo sức khỏe. Cầu thủ người Hàn Quốc cúi gằm mặt rời khỏi sân sau sự chết lặng của hàng ngàn cổ động viên đội nhà. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Son Heung-min. Cậu ấy cảm thấy ổn khi trở lại phòng thay đồ và có thể ăn mừng. Chúng tôi vẫn cần kiểm tra để có kết quả chính xác nhất. Những gì tôi biết lúc này là Son Heung-min có một vết thương ở mặt, mắt cối bị sưng. Đó là những gì trợ lý huấn luyện viên Christian Stellini của Tottenham chia sẻ với báo giới sau trận đấu. Tình hình của Son Heung-min hiện tại vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào. Anh cần được kiểm tra kỹ lưỡng để xác định xem có va chạm nào ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh não hay không, hay chỉ bị tổn thương phần mềm. Dù vậy, thì sau khi chứng kiến và va chạm trên, sự lo lắng là không thể tránh khỏi, nhất là với Tottenham và đội tuyển Hàn Quốc. Mùa giải năm nay chưa thực sự như ý muốn của Son Heung-min. Anh không bùng nổ như mùa giải trước, nhưng vẫn là cầu thủ chất lượng, một mũi nhọn tấn công cực kỳ uy tín. Anh ghi được 5 bàn thắng sau 19 lần ra sân ở mùa giải này và vẫn đang là quân bài quan trọng của huấn luyện viên Antonio Conte. Sự xuất hiện của Richarlison vẫn chưa thể khiến cho vị thế của cầu thủ người Hàn Quốc bị lung lay. Còn tại đội tuyển quốc gia, Son Heung-min đang là đội trưởng, là ngôi sao sáng nhất, là niềm hy vọng số 1 của đội bóng tới từ xứ sở kim chỉ. Trong bối cảnh mùa giải 2022-2023 vẫn còn rất dài và World Cup chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là khởi tranh, chấn thương này của Son Heung-min khiến rất nhiều người lo lắng. Bên thiệt trước mắt chắc chắn là Tottenham, dù chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng chắc chắn Sonny sẽ vắng mặt trong trận đấu hết sức quan trọng của Spurs với Liverpool vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Hiện tại gà trống thành London đang mất nhiều trụ cột khi họ không có sự phục vụ của Romero, Kulusevski, Richarlison. Với việc Son Heung-min là cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh, Antonio Conte sẽ phải căng não ra, toan tính nhân sự cho cuộc đại chiến sắp tới. Trước một giờ cốp đang có tinh thần lên cao sau khi đánh bại Napoli. Còn với đội tuyển Hàn Quốc, họ sẽ phải hồi hộp chờ đợi kết quả kiểm tra y tế. Khoảng 2 tuần nữa thì các đội tuyển quốc gia sẽ chính thức hội quân để lên đường sang Qatar. Vậy nên Sonny chắc chắn sẽ phải chạy đua với thời gian. Xứ sở kim chi có nền bóng đá top đầu châu Á nên họ không thiếu những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, với những Lee Kang-in của Mallorca, Hwang Hee-chan của Wolverhampton, Kim Min-jae của Napoli. Thế nhưng cái tên sáng giá nhất, đóng góp vào lưới chơi chung nhiều nhất và cũng là cầu thủ mang đẳng cấp cao nhất vẫn luôn là Son Heung-min. Nếu thiếu vắng Sonny, đội tuyển Hàn Quốc sẽ mất đi một mũi giáo sắc bén để khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Tại Qatar năm nay, do không được xếp hạt giống cao, Hàn Quốc rơi vào bảng cấu cực kỳ khó khăn với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Với việc Ghana chưa bao giờ được đánh giá cao kể từ sau quá trình quả cảm ở World Cup 2010, Uruguay cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn về sức mạnh khi đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm vé nhì bảng để tiến vào vòng knockout. Để làm được điều đó, họ ngoài việc có một chiến thuật hợp lý, một dàn nhân sự đồng đều thì cũng cần có sự tỏa sáng của cá nhân và những khoảnh khắc then chốt. Điều này thì không ai làm tốt hơn Son Heung-min, vậy nên có phải trả bất cứ giá nào, Hàn Quốc cũng sẽ bất chấp để Sonny có thể lành lặn phụng sự đội tuyển quốc gia. Kỳ World Cup 2022 tới đây rất đặc biệt vì nó được diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè. Tuy nhiên điều này cũng mang đến nhiều bất lợi. Trong đó có việc lịch thi đấu trở nên dày đặc, khiến thể lực của các cầu thủ không được đảm bảo. Đồng thời nguy cơ chấn thương cũng cao hơn. Dù còn 3 tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới chính thức khởi tranh, nhưng chúng ta đã xác định được không ít cái tên phải nói lời tạm biệt với hành trình chinh phục chiếc cúp vàng. Mới nhất là trường hợp bộ đôi Pogba và Kante. Đây là hai nhân tố quan trọng tuyến giữa
làm nên chiến tích vô địch thế giới cách đây 4 năm cho tuyển Pháp. Nhưng năm nay họ sẽ không thể cùng gà trống Cô Loa bảo vệ ngôi vương. Trước đó chúng ta đã biết đến trường hợp của Rhys James, Diogo Jota, Luis Diaz, Alexander Isak. Đó là còn chưa kể những cầu thủ đang phải chạy đua với thời gian để dự World Cup như là Di Maria, Dybala, Kai Walker. Mong rằng Son Heung-min sẽ không phải là cái tên tiếp theo mở đời chia tay với Qatar 2022. World Cup luôn là giải đấu quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào, nên không thể nào tham dự vì chấn thương thực sự là điều đáng tiếc. Bên cạnh đó, thiếu vắng những ngôi sao cũng sẽ khiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên buồn tẻ và giảm sút về mặt chất lượng chuyên môn. Về cá nhân Son Heung-min, đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Sonny năm nay đã 30 tuổi, tại World Cup 2026 anh đã 34 và không điều gì đảm bảo anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao đến khi đó rồi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Vậy nên hơn ai hết, Son Heung-min hiểu mình cần cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm nay. Mục tiêu của đội tuyển xứ Kim Chi là được vào vòng knockout, rất thật ngọt ngào nếu Sonny có thể giúp đội nhà tái lập thành tích và đến bán kết như cách đây tròn 20 năm. Đó sẽ là đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp quốc tế của Sonny. Sau khi anh đã giành huy chương vàng ASEAN năm 2018, khi đó anh sẽ đường đường chính chính được xếp ngang hàng với nhiều huyền thoại khác như là Park Ji-sung hay là Cha Bung-kun. Không chỉ những con người tại đội tuyển quốc gia mà tất cả mọi người đều đang rất trông chờ vào màn trình diễn của Son Heung-min tại Qatar cuối năm nay. Và để làm được điều đó, trước mắt anh sẽ cầu mong cho kết quả kiểm tra y tế khả quan và nhanh chóng hồi phục chấn thương. Son Heung-min hiện tại là báu vật của thể thao Hàn Quốc nên không có một sai số nào được phép xảy ra trên hành trình đến với Qatar. Có thể thấy rằng chấn thương của Son Heung-min đang khiến cho nhiều người yêu mến anh và đặc biệt là những tập thể anh đang thuộc biên chế phải đứng ngồi không yên. Mùa bóng 2022-2023 vẫn còn dài nên anh vắng mặt trong một vài trận đấu sẽ không phải là sự đáng tiếc quá lớn. Như World Cup thì 4 năm mới có một lần nên rất mong Sonny có thể kịp thời trở lại. Cả dân tộc Hàn Quốc trông chờ vào anh và mọi tín đồ Túc Cầu Giáo đều mong chờ vào màn trình diễn của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.